Phú Quốc, đảo ngọc trù phú và xinh đẹp, hòn đảo lớn nhất Việt Nam, khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Thiên nhiên đã ban tặng cho đảo ngọc cảnh sắc hài hòa và những bãi biển dài đầy nắng vàng và làn nước trong xanh. Bãi dài Phú Quốc với bờ cát trắng hoang sơ được bình chọn là một trong năm bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Tất cả đã đưa Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến nổi bật và có tiềm năng phát triển du lịch nhất Việt Nam. Phát huy những lợi thế đặc biệt ấy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đảo ngọc Phú Quốc trở thành thành phố biển du lịch và đặc khu kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó, hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng như sân bay quốc tế, cảng biển du lịch quốc tế, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, công viên giải trí, khách sạn, nhà hàng, sân golf được xây dựng và đi vào vận hành, quyết tâm biến đảo ngọc thành trung tâm nghỉ dưỡng của Việt Nam và khu vực. Nhưng dường như Phú Quốc vẫn còn thiếu một tâm điểm nghỉ dưỡng, một kinh đô của ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, một thành phố không bao giờ ngủ. Đảo ngọc rất cần một mảnh ghép cuối cùng để trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng vượt qua cả Singapore, Phuket và Bali, để trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Phú Quốc, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ nằm trong quần thể Casino Corona và liền kề tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp Viber, điểm nóng đầu tư mới tại đảo ngọc. Tổ hợp King Hotel 3 đến 5 sao sang trọng, mini hotel năng động. Tuyến phố mua sắm sôi động với 3 phân khu shop sầm uất: The Indochina, Shop House mang phong cách Đông Dương tối giản; The Shanghai, phong cách thiết kế Thượng Hải đặc trưng; The Maloka, những dãy nhà phố thương mại đậm chất Địa Trung Hải. Tất cả được góp mặt trong một siêu phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mang tên Grand World Phú Quốc. Vị trí đắc địa ôm trọn bờ biển bãi dài hoang sơ, lộng lẫy bên tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp Viber, tiếp nhận cơ hội phát triển chưa bao giờ lớn đến thế. Tổ hợp tiện ích nội khu hoàn hảo, thừa hưởng tiện ích vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp đến từ quần thể nghỉ dưỡng Viber. Liên kề Corona Casino, mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một khu nghỉ dưỡng cao cấp, khoảng 500 thu hút bất kỳ du khách nào. Grand World Phú Quốc, siêu phẩm bất động sản nghỉ dưỡng liên kề casino, tấm điểm đầu tư hot nhất 2019.